Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng nhất ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Bài học đắt giá từ World Cup, Việt Nam nên làm điều này để đảo ngược tình thế trong tương lai. Vâng thưa quý vị, khu vực Đông Nam Á có hai đại diện tiêu biểu giành quyền dự World Cup nữ 2023 do Australia và New Zealand đồng tổ chức, đó là Việt Nam và Philippines. Nếu như Philippines đã có chiến thắng lịch sử trong lần đầu tiên dự World Cup, thì đội tuyển Việt Nam đã bị loại khỏi giải đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thua tuyển Mỹ 0 ở trận gia quân, thua Bồ Đào Nha 0 ở lượt trận thứ hai và đang xếp cuối bảng E. Chứng kiến Philippines giành chiến thắng lịch sử, trong khi tuyển Việt Nam sớm bị loại khỏi World Cup 2023, trên trang Asian Football, một bình luận đến từ Hàn Quốc cho rằng Việt Nam nên học Philippines trong cách làm bóng đá. Theo đó, Việt Nam cần nhập tịch cầu thủ ngoại để tăng sức mạnh và đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Người này bình luận: Việt Nam có chơi bóng với niềm tự hào của mình, thành phần của họ gồm những nhân tố nội và đó cũng là điểm yếu của họ khi đối đầu với những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Một tài khoản khác tự nhận đến từ Hàn Quốc đưa ra lời khuyên: Tôi nghĩ Việt Nam có thể làm tốt hơn nếu họ thuê một huấn luyện viên nước ngoài với nhiều kinh nghiệm quốc tế. Họ cũng nên tính đến việc nhập tịch các cầu thủ ngoại hoặc tuyển trạch các cầu thủ châu Âu, châu Mỹ gốc Việt để củng cố đội hình. Cũng trên nhiều diễn đàn, nhiều cổ động viên châu Á cho rằng tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được khen ngợi dù chúng ta để thua Bồ Đào Nha và tuyển Mỹ. Tài khoản từ Philippines an ủi Làm tốt lắm đội bóng đá nữ Việt Nam vì đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm của mình mặc dù đã thua trước Bồ Đào Nha và Mỹ cũng như thất bại trong việc cạnh tranh vé vào vòng 18 World Cup Nữ 2023. Chúc may mắn lần sau và đừng mất hy vọng nhé các bạn. Gửi tình yêu và ủng hộ của tôi từ Philippines. Các bạn sẽ giỏi hơn trong tương lai sau khi được chơi ở đấu trường World Cup. Các bạn đã làm tốt lắm rồi. So sánh là khập khiễng, nhưng rõ ràng đội nữ Philippines đã có một kế hoạch bài bản cho lộ trình đến với World Cup nữ. Họ là đội bóng có vé đến thẳng với giải đấu lớn nhất hành tinh này, còn tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu playoff. Với sự đầu tư hợp lý trong nhiều năm qua, bóng đá nữ Philippines cho thấy họ đang dần khẳng định ở tầm Đông Nam Á và có thể vươn vai bước ra khỏi khu vực để cạnh tranh công bằng với các đối thủ đẳng cấp hơn xoay quanh vấn đề này cựu tiền đạo đỗ thị ngọc trâm cho biết tôi từng thi đấu với philippines trước đây có thể nói thời của tôi muốn thắng các cầu thủ philippines rất dễ bởi lúc đó họ chưa nhập tịch ồ ạt nhưng vài năm qua philippines nhập tịch gần như cả đội bóng nên chúng ta muốn thắng họ rất khó các cầu thủ đến từ úc và mỹ khiến đội nữ philippines không còn bóng dáng là đội đông nam á mà sở hữu lối chơi hiện đại với thể hình và thể lực tốt. Trước đó ông Trung cho biết, để có thể chơi tốt ở World Cup, tuyển Việt Nam cần được đi châu Âu tập huấn nhiều hơn để thi đấu với những đối thủ cao to, chơi bóng bổng tốt, nhằm rút ra kinh nghiệm đối phó. Ngoài ra kêu gọi cầu thủ Việt kiều trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng là một hướng đi khác nhằm nâng cao chất lượng đội hình, như cách mà Philippines đang làm. Ông Trung nói Sắp tới tôi sẽ làm việc với liên đoàn bóng đá Việt Nam về chuyện kêu gọi và tạo điều kiện cho cầu thủ Việt kiều trở về khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Hiện có một vài cầu thủ nữ Việt kiều ở Úc, Pháp và Mỹ đã đánh tiếng muốn về thi đấu cho đội tuyển nữ Việt Nam. Theo thống kê, hiện có nhiều cầu thủ nữ Việt kiều thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài, có trường hợp còn trở về thử việc ở đội tuyển U19 nữ Việt Nam vào năm 2019 như chị em Việt kiều Mỹ Jen sinh năm 2001 và Kia Lê sinh năm 2003 và được đánh giá là có chuyên môn tốt. Nhưng việc cả hai chưa có quốc tịch Việt Nam khiến mọi thứ phải dừng lại. Và đây cũng là vấn đề với các cầu thủ Việt kiều khác. Câu chuyện nhập tịch của cầu thủ nữ Philippines Liên đoàn bóng đá Philippines đã được tạo cơ chế rất thoáng từ chính phủ và chiêu mộ được nhiều tài năng. Với Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau mà chính sách nhập tịch cầu thủ Việt Kiều đang gặp rất nhiều vướng mắc. Đích thân huấn luyện viên Mai Đức Trung đã phát hiện ra một vài gương mặt cầu thủ Việt kiều đang chơi rất tốt ở nước ngoài và ông mong muốn có sự đóng góp của họ trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Cũng không ít trường hợp cầu thủ Việt kiều muốn về cống hiến cho đội bóng quê hương, nhưng thủ tục và quy định về việc nhập tịch tại Việt Nam còn khá phức tạp nên trở thành rào cản, chưa tận dụng được nguồn lực cả cầu thủ nam và nữ từ nước ngoài. Đó là điều rất lãng phí. Khi còn gặp vướng mắc về chính sách, sự đầu tư dành cho bóng đá Việt Nam cần phải thiết thực để đạt được nhiều hiệu quả hơn. Bản thân các cầu thủ nữ Việt Nam cũng phải tự ý thức được việc ăn uống là hết sức quan trọng trong việc nâng cao thể trạng. Mang theo mì ăn liền, lạc rang, tôm rang sang nước bạn để ăn thêm có thể làm ngon miệng nhưng không thể đủ thành phần dinh dưỡng. Khi về các câu lạc bộ, chế độ ăn của cầu thủ nữ vốn dĩ đã không tốt. Lên tuyển lại tiếp tục ăn không đảm bảo được đúng thực đơn dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Khó lòng đáp ứng được chuyên môn, VFF cần phải đẩy mạnh hơn nữa, dành nhiều tiền của hơn nữa trong việc chăm lo dinh dưỡng cho tuyển nữ. Nhập tịch ở đội tuyển nữ Philippines hiểu thế nào cho đúng? Ngay sau chiến thắng lịch sử tại World Cup 2023 của đội tuyển nữ Philippines, nhiều ý kiến cho rằng thành công của đội tuyển nữ nước này đến từ chính sách nhập tịch cầu thủ. Nhưng cần phải hiểu rõ rằng, đội tuyển này dựa trên nguồn lực các cầu thủ có gốc gác Philippines Câu chuyện nhập tịch cầu thủ để nâng tầm sức mạnh không còn là điều mới mẻ, đặc biệt là với các đội tuyển quốc gia có nền bóng đá đang phát triển. Tại Đông Nam Á, những đội tuyển nam như Malaysia, Philippines hay Singapore đã thực hiện chiến lược này trong rất nhiều năm trở lại đây. Dẫu vậy, kết quả của việc đi tắt đón đầu, vươn tầm châu Á vẫn chưa thật sự diễn ra như mong đợi. Cần phải nói chi tiết hơn, việc nhập tịch cầu thủ diễn ra theo hai chiều hướng. Thứ nhất, đó là chọn lựa các cầu thủ vốn không có gốc gác gì liên quan đến quốc gia. Thứ hai là thuyết phục tuyển mộ những gương mặt tài năng có bố mẹ, ông bà hay chính bản thân họ cũng có sẵn quốc tịch của quốc gia có đội tuyển bóng đá, muốn nâng tầm chất lượng và lực lượng. Với trường hợp của đội tuyển nữ Philippines, sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước đội đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 là New Zealand, nhiều ý kiến cho rằng cột mốc đáng khen này đến từ việc Philippines quyết liệt với chính sách nhập tịch nhiều quan điểm còn cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam nên theo chiều hướng kể trên, đó là nhập tịch những cầu thủ giỏi trên thế giới, về đầu quân cho những chiến binh sao vàng. Về cơ bản thì câu chuyện nhập tịch ở đây mà cộng đồng mạng đang đưa ra những quan điểm xoay quanh trường hợp đội tuyển nữ Philippines đang bị hiểu nhầm. Bởi thực tế, lực lượng 23 cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia này vốn đã hoàn toàn sinh ra ở Philippines hay là có gốc gác của quốc gia này, thay vì việc nhập tịch cầu thủ hoàn toàn không có trong mình dòng máu hay liên quan đến Philippines. Cụ thể hơn, Annika Castaneda là gương mặt sinh ra và lớn lên ở Philippines. 22 trong 23 cầu thủ còn lại tuy sinh ra ở Mỹ, Canada, Australia nhưng đều có bố, mẹ hay ông bà là người Philippines. Và chiến lược này đã và đang được liên đoàn bóng đá Philippines áp dụng trong khoảng 5 năm trở lại đây, trước khi đội tuyển nữ Philippines có được trái ngọt với chức vô địch Đông Nam Á 2022. Và rồi bây giờ là có trận thắng lịch sử tại World Cup. Quay trở lại với đội tuyển nữ Việt Nam, câu chuyện chiêu mộ tài năng có gốc gác Việt Nam hay Việt kiều đã và đang được hoàn nghênh. Mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã thông qua quy định các câu lạc bộ bóng đá, trong đó bao gồm cả bóng đá nữ, được sử dụng một cầu thủ có gốc gác Việt Nam trong đội hình. Điều đó nhằm mục đích chiêu mộ hiền tài về cống hiến cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Bản thân huấn luyện viên Mai Đức Trung của đội tuyển nữ Việt Nam cũng hoàn toàn rộng mở cơ hội cho các cầu thủ gốc Việt hay đặc biệt là những Việt kiều đang chơi bóng ở nước ngoài. Bản thân ông cũng từng theo dõi, rèn luyện và đánh giá cao hai trường hợp Việt kiều là Chelsea và Kiale cách đây 4 năm về trước tại U19 nữ Việt Nam. Tính đến hiện tại, một số gương mặt Việt kiều nữ giàu triển vọng có thể cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai, có thể kể đến như là Alexandra Huỳnh gương mặt sinh năm 1994 tại Australia, đá hậu vệ và từng khoác áo Napoli của Italia. Tiền vệ Katia Dương, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu trung học toàn nước Mỹ với kỷ lục 35 đường kiến tạo cùng 26 bàn thắng. Được đánh giá là một tài năng toàn diện, Katier có lối chơi năng nổ, kỹ thuật vượt trội cùng khả năng truyền và sút tốt, ghi một bàn kiến tạo 4 sau 18 trận năm 2021. Ngoài ra có thể kể đến như là Jayden Nguyễn đang thuộc biên chế đội trẻ Đại học Western Washington. Amber Nguyễn, sinh viên năm 3, đồng thời là tiền vệ của Đại học Vanderbilt. samantha Trần, tiền đạo của đội trẻ Đại học Stanford. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc tới trường hợp hai chị em là Chelsea Lê và Kia Lê từ Mỹ về Việt Nam thử việc tại đội U19 hồi năm 2019. Việc đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở đấu trường World Cup có thể xem là một cú hích lớn, không chỉ phát triển nội lực bóng đá nữ chuyên nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Đó còn là thỏi nam châm để những Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới khao khát và nghiêm túc cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai gần. Nội dung trên đây cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những video trên kênh Bóng đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.